Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi học như vậy chẳng lẽ không cầu học trí nhất thiết trí? Phật bảo Xá Lợi Tử: Các đại Bồ Tát khi học như vậy cũng không cầu học trí nhất thiết trí, nhưng các đại Bồ Tát khi học như vậy, mặc dầu không sự học nhưng gọi đó là chân thật học trí nhất thiết trí, mau có thể thành tựu trí nhất thiết trí vậy. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, giả sử có người đến hỏi thế này: Người biến hóa nếu học trí nhất thiết trí thì người đó cũng có thể thành tựu trí nhất thiết trí phải không? Được hỏi như vậy thì con trả lời bằng cách nào? Phật bảo Thiện Hiện: Ta hỏi lại thầy, tùy ý thầy trả lời. Ý thầy thế nào? Huyễn khác với sắc, thọ tưởng hành thức phải không? Thiện Hiện: Thưa kính bạch Thế Tôn, huyễn chẳng khác sắc, sắc chẳng khác huyễn, huyễn chính là sắc, sắc chính là huyễn, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Phật bảo Thiện Hiện: Ý thầy thế nào? Trong năm thủ uẩn phát sanh các tướng đồng như tưởng và đưa ra những lời nói giả danh về đại Bồ Tát phải không? Thiện Hiện bạch: Đúng như vậy, kính bạch Thế Tôn. Phật bảo Thiện Hiện: Các đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, cầu thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả đều như người biến hóa tu học. Vì sao? Vì người biến hóa chính là năm thủ uẩn vậy. Vì sao? Vì ta nói năm uẩn, nhãn, vân vân, sáu căn đều như huyễn hóa, hoàn toàn không có thật. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Nếu đại Bồ Tát nào mới học đại thừa nghe nói như vậy thì tâm vị đó sẽ không kinh sợ thối lui phải không? Phật bảo Thiện Hiện: Nếu đại Bồ Tát nào mới học đại thừa gần gũi bạn ác nghe thuyết như vậy, tâm liền kinh sợ thì sanh thối lui. Còn nếu gần bạn lành thì tuy nghe thuyết như vậy nhưng chẳng kinh sợ cũng chẳng thối lui. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những hạng người như thế nào là bạn ác của Bồ Tát? Phật bảo Thiện Hiện: Bạn ác của Bồ Tát nghĩa là dạy Bồ Tát nhàm chán, xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, xả bỏ tâm Bồ Đề, chấp lấy tướng các pháp, dạy cho học sách và thủ tướng của thế tục, dạy cho học kinh pháp tương ưng với thanh văn, lại dạy gần gũi việc làm của ác ma, như vậy gọi là bạn ác của Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, còn những hạng nào gọi là bạn lành của Bồ Tát? Phật bảo Thiện Hiện: Bạn lành của các Bồ Tát nghĩa là dạy Bồ Tát siêng năng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nói về việc làm của ma, tội lỗi của ma, để cho người kia biết rõ mà phương tiện xả bỏ. Những hạng người này gọi là bạn lành chân tịnh, đại thệ trang nghiêm của Bồ Tát mới học. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nói Bồ Tát ý nghĩa danh tự đó là gì? Phật bảo Thiện Hiện: Học tất cả pháp không dính mắc, không chướng ngại, hiểu rõ tất cả pháp không dính mắc, không chướng ngại, để cầu chứng Bồ Đề nên gọi đó là Bồ Tát. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những hạng này lại do nhân duyên nào gọi là đại Bồ Tát? Phật bảo Thiện Hiện: Vì các Bồ Tát sẽ làm thượng thủ trong chúng đại hữu tình nên gọi là đại Bồ Tát. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con muốn được nói vẻ nghĩa của Đại Bồ Tát, cúi xin Thế Tôn cho phép. Phật bảo Xá Lợi Tử: Tùy ý ông nói. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát bằng phương tiện thiện xảo tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình, làm cho dứt hẳn ngã kiến, hữu tình kiến, mạng giả kiến, nhân kiến, hữu kiến, vô kiến, đoạn kiến, thường kiến, vân vân, y theo nghĩa như thế, nên gọi là Đại Bồ Tát. Khi ấy Thiện Hiện cũng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay muốn nói vẻ nghĩa của Đại Bồ Tát, cúi xin Thế Tôn cho phép. Phật bảo Thiện Hiện: Tùy ý ông nói. Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, vì các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tâm vô đẳng đẳng, còn thanh văn độc giác thì không thể phát tâm, cũng không chấp trước tâm như vậy. Vì sao? Vì tâm trí nhất thiết là chân thật vô lậu, không rơi vào ba cõi, không nên sanh chấp trước nơi đó. Dựa vào nghĩa như thế nên gọi là Đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Nhân duyên thế nào mà đối với tâm như vậy cũng không chấp trước? Thiện Hiện thưa: Các tâm như thế là không tâm tánh nên không chấp trước. Khi ấy Mãn Từ Tử cũng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay muốn nói vẻ nghĩa của Đại Bồ Tát, cúi xin Thế Tôn cho phép. Phật bảo Mãn Từ Tử:
Tùy ý ông nói, Mãn Tử Tử thưa, Bạch Thế Tôn cho các Bồ Tát làm lợi ích an vui khắp tất cả hữu tình, nên mặc áo giáp đại nguyện, hướng thẳng đến Đại Thừa, cưỡi xe lớn, nên gọi là Đại Bồ Tát. Khi ấy thiện hiện Bạch Phật, như Thế Tôn dạy, các Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại nguyện. Vậy ngang với trình độ nào gọi là các Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại nguyện? Phật bảo thiện hiện, các Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, ta nên độ thoát vô lượng, vô số, vô biên hữu tình vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Tuy làm việc như vậy nhưng không có pháp và các hữu tình đắc niết bàn. Vì sao? Vì thật tánh các pháp của nó là như vậy. Ví như nhà ảo thuật hoặc học trò của ông ta, ở giữa ngã tư đường hóa làm đại chúng giết hại lẫn nhau. Ý ông thế nào, trong ấy có việc giết hại lẫn nhau thật không? Thiện hiện bạch, thưa không, kính bạch Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng như vậy, tuy thị hiện độ thoát vô lượng vô số vô biên hữu tình vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, nhưng không có pháp và các hữu tình đắc niết bàn. Nếu Đại Bồ Tát nào nghe việc như vậy, không kinh không sợ, cũng không thối lui, thì nên biết Đại Bồ Tát này là người mặc áo giáp đại nguyện. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật đã dạy, các Đại Bồ Tát không mặc áo giáp đại nguyện, thì nên biết đó là mặc áo giáp đại nguyện. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Các Đại Bồ Tát vì muốn lợi ích cho hữu tình